Hello mọi người nha. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm món cà phê khoai môn 4 tầng. Thì để được làm món này thì mọi người chuẩn bị nguyên liệu cho mình như sau. Thứ nhất là bột khoai môn nha mọi người. Tiếp theo là cà phê. Sau đó là sữa tươi. Kem béo thực vật. Và đường nước. Và cuối cùng là một cây đánh bọt nha mọi người. Rồi, ok, bắt đầu nè. Bước đầu tiên, mọi người cân cho mình 20g bột khoai môn, cho vào 20ml nước sôi. Các bạn khuấy đều lên nha. Và sau đó các bạn cho ra ly. Và sau đó các bạn cho mình thêm 10ml đường nước nha. Tiếp theo là các bạn cho đá vào nha. Và bước tiếp theo là sữa tươi có đường 50ml. Các bạn cho thêm mình là 10ml đường. Và 10ml kem béo. Các bạn khuấy đều lên. Và sau đó là các bạn úp cái thìa lại, các bạn rót nhẹ nhẹ vào nha các bạn. Rồi, và bước cuối cùng là cà phê, các bạn cho mình 20ml. Dùng máy đánh bọt các bạn đánh bọt lên nha. Rồi và sau đó là các bạn sẽ rót từ từ lên lớp cuối cùng. Vậy là mình đã xong một ly cà phê khoai môn rồi nha mọi người. Rồi chúc mọi người thành công nha.